gã Nga ngố Asavin lên làm sếp, cựu cầu thủ Arsenal ngồi ghế tổng quản của đội bóng đại gia Nga. Tiền vệ tổ chức tài hoa của tuyển Nga Andrey Asavin vừa ngồi vào ghế lớn của câu lạc bộ mạnh của Nga Zenit St. Petersburg. Nhà kiến tạo Asavin được đánh giá là một trong những tài năng của bóng đá Nga. Anh nổi trội ở Euro 2008 trong màu áo tuyển Nga đua huấn luyện viên Hiddink cầm quân vào đến bán kết và thua Tây Ban Nha. Sau Euro 2008, Asavin được Arsenal mời thi đấu nhưng không thể hiện nhiều. Trước khi ngồi vào ghế tổng quản của Zenit, Asavin làm trưởng tiểu ban phát triển bóng đá trẻ của câu lạc bộ này từ hồi tháng 8 năm 2020. Nay Asavin tiếp tục thăng tiến và được cất nhắc lên làm tổng quản câu lạc bộ để sắp xếp, nghiên cứu và phát triển bóng đá cho câu lạc bộ. Vai trò này được xem là người sáng tạo gian bóng đá cho câu lạc bộ. Zenit là đội bóng giàu có của Nga với tập đoàn dầu lửa và khí đốt Gazprom là công ty mẹ.